Xin chào mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Sau 3 ngày thì tụi mình đã có một cái tên mới. Mình chỉ là Bẫy Quất Rừng. Và đây là On Channel. Mọi người hãy vào xem, ủng hộ và đẩy view giúp bọn mình nha. Subscribe để bọn mình chuẩn bị lên đến để bọn mình lên đến rút vàng nha. Hiện tại thì mình đang có 30.000, hơn 30.000 follow rồi. Mình chỉ cần mình cần 1.970.000. Đúng. Rút vàng mà 1 triệu mà. Thế là 970.000. 970.000. Mình vui quá nên là mình hơi lag một tí. Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mọi người sẽ được nhìn từ bên trên xuống. Các bạn đã được gặp lại mình là bạn Nga Official. Sau một thời gian vắng bóng. Bây giờ hãy gọi mình bằng những cái tên mới nha. Thế là mất điện. Hãy cùng làm việc thật là chăm chỉ và nghiêm túc cùng với chúng mình nhé. Bye bye. Mình đợi mãi vlog làm chân gà của mình mà chưa lên các bạn ạ. Còn phải chỉnh sửa edit một thời gian. Không, chả edit gì ấy. Nhưng mà nó lên lâu thật, mình gửi feed. Phải qua bước kiểm duyệt của bạn, một bạn fan trung thành. Tạm biệt mọi người ở video mukbang vào buổi trưa nha. Bye bye.